cũng là lần đầu tiên em được mời tham dự trong cái chương trình này, nên cũng rất là và đúng cái một cái dòng nhạc mà cũng không phải sở trường nữa, cho nên là em xin phép cầm tài liệu một xíu ạ. Mọi người có đồng ý không ạ? Và xin cảm ơn. Và các khúc đầu tiên em xin gửi đến tất cả mọi người là các khúc tuổi trọ. Xin mọi người lắng nghe. Mọi người đối với các khúc này có thể hát cùng hàng và bên đúng không? Thank you.